Salomon biển anh. Rồi. Xin chào tất cả mọi người. Đã trở lại với CGV Reaction. Có gì nói đó. Mình là Phúc. Còn mình là Khánh. Hôm nay nha, vô liền không mất thời gian nữa, mới vào cái đó mới dựng cảnh gì hết trơn á. Phim Tết quá nhiều rồi, ồ ạt mà phải làm liền liền thôi. Phim đi. Đây là bộ phim thứ 3 trong loạt 4 bộ phim Tết sẽ được trình chiếu vào mùa Tết năm nay. Đó là bộ phim Trạng Tí Phiêu Lưu Ký. Ok, coi liền đi. Miếng nước nó quá dễ thương mọi người ơi, vô. Cha đã kể, thời tiết thông tuệ trên chùa Phật Quang. Biết hết mọi chuyện rồi. Chỉ cần có thành tâm mọi thầy thì sẽ có câu trả lời ngay. Nói tóm lại, thì mày có dám đi không? Wow, thật xạo dữ. Hồi nãy nó mới giờ nói gì nó tít 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 tít. Thầy thích thông tuệ trên chùa Phật Quang. Nghe không rõ gì hết trơn à. Tự nhiên cái vô hỏi thầy thông tuệ để làm cái gì? Thì á là tức là ở cái nơi mà mấy đứa bé này ở á, có một cái ông thầy tên là thầy Thích Thông Tuệ. Thì cái ông thầy này là biết hết tất cả mọi thứ, chỉ cần mình thành tâm để hỏi ông thì ông sẽ trả lời cho mình. Thì tôi nghĩ tôi mới hiểu cái gì đó thôi, chưa hiểu được. Tôi cứ hỏi thích 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 thích. Những cái phim này đúng là của chị Ngô Thanh Vân đó, từ Hai Cô Tiên, là Tấm Cám, là Cô Ba Sài Gòn, lúc nào cũng là fantasy, lúc nào cũng là huyền ảo hết trơn á. À, chị Ngô Thanh Vân có được một cái hay đó là dựa trên những cái gì mà nguyên bản nhất từ ngày xưa đi, nói chung về văn hóa dân gian của Việt Nam mình đi. Thì sau đó chị sẽ là biến tấu thêm cho nó phù hợp với là đối tượng. Ví dụ đây, tại vì đây là bộ phim nghe tên là Trạng Tí rồi, Phiêu Lưu Ký rồi, nghe là bộ phim dành cho trẻ em rồi, cho nên là phải có gì đó nó sẽ flashy hơn, nó bling bling hơn, nó bay bướm màu sắc sặc sỡ. Dạ, chị trẻ em nên là bữa nay để cái máy ngố vậy. Đúng rồi, trời ơi, con biết đầu tư lắm chứ, bỏ cắt cái đầu máy mơ này nè. Mơ này nó trẻ hơn không? Trẻ hơn mà, người ta kêu sinh cấp 3 không luôn á. Dù sao, con cũng bị chọc và không có cha. Vì ai cũng biết cha đó là một cục đá. Con muốn mọi người phải tin mẹ con mình. Tí, con đi đâu đó? Nè, đám nhóc này là đám trẻ con bên làng Hoa Thị đúng không? Ở đây ta dách bạch rừng. Bác có biết cha cô Tí là ai không? Muốn biết mình hỏi thầy Thích Thông Tuệ thì biết miệng gì. Thấy chưa? Nói chung là cái ông thầy Thích Thông Tuệ này, thật ra mà nói ông là một người khá là nổi tiếng ở cái làng Phan Thị này luôn á, hiểu không? Với lại tôi nói thiệt nha, đây là một cái bộ phim mà nó không chỉ đơn thuần là bộ phim dành cho trẻ em mà nó là một bộ phim còn quảng bá hình ảnh của Việt Nam, đặc biệt là ở Ninh Bình. Đúng, đúng, hình ảnh rất đẹp. Đúng không? Nhưng mà tôi nghe nói là phim này không chỉ quay Ninh Bình không, mà nó còn quay ở rừng Nam Cát Tiên hả, đúng không? Ở một không cái... biết, thì bà hỏi tôi. Không, tôi nhớ là quay một cái rừng gì đó nữa. Thành thử ra là tôi nghĩ là hình như, nhưng mà tất cả các bối cảnh chính đều nằm ở Ninh Bình hết. Hỏi biên tập coi có phải Nam Cát Tiên không, trả lời cho đúng nha. Ủa, thì tôi mới lên hỏi là tôi không lên đó hỏi, tôi nghe tôi hát kén không. Ủa, chi vô xa vậy? Xa giờ, mở cửa ra, đi thẳng rẽ trái, gặp cái chị kia, hỏi về một quẻ tarot. Hình như mình cũng có, mình có đúng rồi. Đúng rồi. Okay, thôi chị không coi tarot. Reaction xong qua hỏi luôn. Không, giờ mình coi luôn tarot được không? Giờ coi luôn hả? Coi bài. Con này hát ghê á. Từ trước gần khu rừng có một bọn cướp chuyên bắt cóc đấy. Hiếu hiền. Mẹ một đứa trẻ thông minh để cùng ta đến đền thần hổ. Đền thần hổ. Người ta không thể nào quên được mối thù. Thần hổ đã để lại cho ta kinh này. Hoàng Phi sao dạo này xuất hiện bắt đầu tần số hơi dày đặc một xíu nhẹ nhẹ rồi nha. Em là của em nè, Trạng Tí là sắp tới không có song song. Đó, thấy chưa? Thật ra cái mặt của anh Hoàng Phi á không phải là hài nhưng mà cũng rất là dữ á, nhưng mà tại vì cái cách của anh thể hiện ra nó hơi hài nên cho nên là hợp với cái vai tôi nghĩ sao. Đúng rồi. Đối với cái vai ác á thì Ngô Thanh Vân với lại bên anh Phan Nhân Nhật Linh á sẽ đưa những nhân vật mà nó mang tính chất rùng rợn nhưng mà nó có chút xíu gì đó hài hước, ví dụ như Hiếu Hiền nè, Hoàng Phi nè, thì đó là những người mang tính chất gây hài cho trẻ em nó coi. Hiểu không? Ok. Ủa, ông cho chú cái đồ bịt mắt hả? Sơn chân không? Số người ta không muốn tin, người ta phủ lên nó một truyền thuyết rất đẹp đẽ.
Bữa nay coi tạo hình của mấy bạn làm nhìn lại mấy thấy dễ thương nha. Thật sự nếu tập trung coi thì là mấy cái top của bản tin là cái gì nhỉ? Dần dần béo á, trời dễ thương như là cái Medusa. Nope. Đó là chúng ta có niềm tin, có hy vọng. Dừng lại. Trời ơi, tôi nhìn tôi nhớ liền luôn. Rất nhớ. Thích Tiểu Long đúng không? Đúng, chính xác. Khúc này vui lòng biên tập là ẹp thêm một vài cái phân cảnh hồi xưa đánh lộn của Thích Tiểu Long nha. Tôi rất mê cái bạn nhỏ này luôn. Đây là một rừng trời tuổi thơ nữa. Đúng rồi. Ai cũng coi Thích Tiểu Long hết. Rất là hay nha. Thì là tụ chung lại nãy giờ nha. Đây là một bộ phim hành trình phiêu lưu của Trạng Tí đi cùng tìm những người bạn của mình, đi tìm cha của mình. Và vô tình trên đường gặp được cái chú Tiểu này nữa. Là một người giúp đỡ nữa. Đúng rồi. Quá là hay luôn á. Salomon biến anh. Đây là một bộ phim mà giống như là một vũ trụ trẻ em gì đó. Từ Tí, có Thích Tiểu Long, rồi cũng có Salomon nữa. Khi đó là Bảy Viên Hồng Rồng. Cái Viên Hồng Rồng, đúng rồi. Thấy chưa? Đúng rồi. Người có chắc người muốn biết cha của người là ai không? Đúng là chị Ngô Thanh Vân lúc nào cũng làm những cái thứ mà người ta không thể ngờ tới luôn á. Làm fantasy thực sự, bây giờ là xuất hiện hai ông thần gác cửa nữa. Mà hai cái ông thần này nói chung á, tôi thấy á là đến cái góc độ cá nhân tôi nha, là đúng nghĩa là thần luôn á. Tại vì nó là ban đầu nó phải là tượng đá, xong rồi chị Nhung muốn biết thì bắt đầu từ bắt đầu hóa thành người, xong mình bước đi nó cũng nặng. Nói chung là khá là yes, khá là ok mà. Tôi nghĩ là chị Ngô Thanh Vân muốn làm Disney Việt Nam nó là những cái không chừng, không chừng, đúng không? Không chừng, đúng rồi, cũng là một phiên bản. Đó, chị Ngọc đó. Một kẻ dối lừa, một người chân thật. Người hỏi một câu, chọn chìa khóa sống. Hai ông đó, tao nghĩ là đố gì đúng á. Không có hiểu. Hết mà, không hiểu gì đâu. Mà cái khúc cuối á, có mấy con hổ nó bay ra giống như là tranh ngũ hổ hàng trống mà bay ra. Đúng. Lồng ghép nhiều thứ. Nói chung là tôi thấy rất là hay ha. Rồi cái sau khi xem cái trailer này hơn 2 phút thì tôi thấy là một cái trailer khá là cho đủ tôi kích thích để tôi ra rạp. Mặc dù nó đưa ra một cái cốt truyện rất rõ ràng ngay ban đầu là Tí đi tìm cha mình là ai cùng với những người bạn. Đây là một bộ phim nói về từ cái gì, tình cảm gia đình, bạn bè, đúng không? Người thân. Thì đó, nói chung đại loại đây là một cốt truyện khá là dễ hiểu, nó sẽ không gây khó hiểu cho các bạn trẻ. Cái mà tôi đang đang kỳ vọng với bộ phim này, nó chính là thứ nhất á là có sự hợp tác giữa anh Phan Gia Nhật Linh. Phan Gia Nhật Linh là anh là nhà sản xuất cho bộ phim Tiệc Trăng Máu Trăm Tỷ vừa rồi, đúng không? Thì cái tên của anh cộng với lại là tên của chị Ngô Thanh Vân thì đây là cái những tên này, những cái bảo chứng. Đúng rồi, chắc gọi là bảo chứng chất lượng sản phẩm. Thứ hai nữa tôi nghĩ á, bộ phim này nha, tạo hình nhân vật cũng khá là dễ thương. Đúng không? Đúng. Nhưng mà tôi nghĩ nha, là theo cái nhân của tôi á, là chị Ngô Thanh Vân á là hình như là mượn hình ảnh của các bạn trong chuyện thần tạo hình việc. Đúng rồi, tạo hình thôi. Tôi nghĩ là như vậy, cho nên là mọi người đừng có một cái suy nghĩ gì đó sâu xa hơn. Chị nghĩ đây là một phim dành cho trẻ em trong mùa dịp Tết. Thì đây là một phim, một cái good option cho các bạn nhỏ. Và bạn nghĩ đi, người lớn đi quay phim đã rất là cực và rất là khó để thu hút chi là những bạn nhỏ mà rất là nhiều diễn viên bé mà phải diễn cả một bộ phim như vậy thì đó là một công sức và cả một cái ekip đúng rồi. Rất là chăm chỉ của anh Vân rồi. Một bộ phim này thật ra mà nói nhanh, để làm được một bộ phim thành công như thế này á, thực ra nó phải tốn rất là nhiều công sức, không chỉ riêng của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân hay là anh đạo diễn Phan Nhật Linh không, mà nó còn cả một cái ekip cả mấy trăm con người nữa, đúng không? Mọi người ơi, dù gì đi chăng nữa
Thì vẫn đây là vẫn... câu nói cũ. Đúng rồi, và đây là một bộ phim được made in Việt Nam, và chúng ta là những người Việt thì chúng ta nên có một cái nhìn tích cực và một cái nhìn gì đó nó mang tính chất gọi là mở rộng hơn, để mà đón nhận tất cả các sản phẩm của các nhà làm phim, để mà hỗ trợ cho, cũng như là để khuyến khích tinh thần và để cho họ có sự động lực để làm những bộ phim dù tiếp theo. Dù là có đúng chuyện không? Bất cứ chuyện gì đúng xảy rồi. Ra đúng rồi. Thì đây cũng là mình công nhận trên cái sản phẩm của chính Hoàng xác Vân chính và xác. Chú Nhật lên đúng rồi. Là hãy coi phim và đánh giá theo cái sự cảm nhận của mình nha. Đúng rồi. Okay. Chúng ta cũng nên đừng có vì những cái lời không hay hay là những cái lời tiêu cực mà ảnh hưởng đến cái sự quyết định của mình, và cũng như là hãy để cho một cái mùa Tết nó thật sự là trọn vẹn hơn. Tại vì một năm biến động đã đi trôi qua rồi, chúng ta hãy đón những cái gì đó tích cực hơn, tươi mới hơn. Cho nên chúng ta hãy ủng hộ phim Việt bằng cách là save the date. Nope. Cái ngày lại để ta đi ra đám cưới gì trời, làm sao cái gì mùng một ra. Tết đúng rồi, mùng okay. Một Tết nha. Ví dụ mùng một Tết coi phim này thì mùng hai Tết coi phim kia, mùng ba Tết coi phim đi và mùng bốn Tết coi phim đắt. Ok, còn bây giờ thì Khánh và Phú tạm thời sẽ chào tạm biệt mọi người ở đây để tiếp tục cho một cái chiếc review reaction cho một cái bộ phim cuối cùng trong mùa Tết sắp tới. Còn bây giờ thì mê phim thì đến CGV nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye.